Vâng, Tị Audio kính chào quý vị yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại với kênh YouTube của Tị Audio ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm kia Tị Audio có lên một cái clip bán những cái sản phẩm linh kiện là rời những chiếc loa bass rời những chiếc loa chung rời những chiếc loa chép kèn, những chiếc họng kèn mà do những cái cặp loa nó không được đạt cái chỉ tiêu với bên Tị Audio, vì vậy nên Tị Audio tháo ra bán lời. Bán rời cho các bác về sở hữu. Thì trong những clip ngày hôm kia thì có những chiếc bát rời, có những chiếc zin, có những chiếc không zin và có những chiếc loa chung không zin, thì audio cũng đã nói rõ và giá. Thì ngày hôm nay thì audio thì tiện thể làm một cái clip để vì hôm nay thì audio cũng đã tháo cái bộ phận tần ra, vì vậy nên thì audio làm một cái clip luôn để vừa test test lại cái cặp loa chung này để gửi cho một bác ở Lâm Đồng, và cặp loa củ chép kia thì gửi cho một bác ở Hải Phòng. Đấy, giá thì clip ngày hôm kia thì audio đã nói rõ rồi, các bác đã chuyển hết tiền cho tiêu audio, nhưng kể cả từ cặp củ chép và cặp loa chung này các bác đã chuyển hết tiền cho tiêu audio. Còn hai chiếc bát thì chiếc bát zin mà tiêu audio bán 6 triệu rưỡi là ở ngày hôm qua thì audio đã bán cho một bác ở ở Hồng Ngự Đồng Tháp, là tiêu audio chuyển ngày hôm qua rồi. Hôm nay tiêu audio chỉ còn lại là duy nhất một chiếc bát không zin. Chiếc bát không zin này là 3 triệu rưỡi, còn chiếc zin là thì Eldo bán 6 triệu rồi, 6 triệu rưỡi rồi. Thì ngày hôm nay thì Eldo chỉ còn là những cái một bộ phân tần này, đời 4 số này, 3 đường tiếng, một đường bass từ 22 côn 100, một đường chung và một đường chép. Ngày hôm qua thì Eldo chưa tháo được ra, nhưng hôm nay thì Eldo tháo ra để quay luôn cho các bác xem. Đấy. Quay luôn cho các bác xem. Đấy, những cái bộ phân tần này còn zin nhá, thì audio cũng đã nói sơ cái giá của cái bộ phân tần là 4 triệu rưỡi rồi. Đấy, cặp loa chung này mất zin rồi thì audio bán 2 triệu. Thế clip ngày hôm kia tỷ lên thì cũng có một vài bác chắc cũng chưa chơi hàng Mỹ hoặc là cũng chưa tìm cái sản phẩm nào của Mỹ cho riêng mình bao giờ, cho nên các bác chưa biết được giá trị của những cái sản phẩm của Mỹ. Bác thì bảo nó đắt quá, ai mà mua rồi bác thì bảo là có rác của Mỹ mang về Việt Nam ý, thì bác thì bảo nó đắt vậy chó nó mua, thì audio cũng không tính không chấp, nhưng mà vì chắc là các bác là chưa từng chơi loa Mỹ, chưa từng tìm kiếm những sản phẩm của Mỹ nên các bác chưa biết được cái giá trị của nó như thế nào, các bác nói thế thôi. Đấy, nhưng thực ra cái cặp loa chung này nhá, nếu mà những bác mà đã chơi những cái dòng loa nào mà nó có cặp loa chung này mà nó không may nó bị chết một cặp nhá, mà cái cặp nó còn xịn nhá, là các bác bỏ ra 6 triệu. 6 triệu không phải các bác bỏ tiền ra mua cái nó có nó sẵn cái để mình đi mua đâu, cần phải tìm kiếm trung tâm nọ trung tâm kia nhờ họ, khi họ có họ báo mình để mình mua. Đấy. Hoặc bác nào mua rẻ hơn được tí thì nó dưới 6 triệu. Đấy. Chứ không phải là lấy đâu, mà đây thì Eldo nó đã mất zin rồi thì Eldo bán 2 triệu để về các bác siêu tầm, về các bác chơi, các bác độ, các bác chơi theo cái kiểu theo ý thích sở thích của mình thôi. Cái cặp cũ của nó, những cặp cũ của Mỹ nó rất là chất nhé các bác. Thay màng thay ấy rồi nhưng mà nó nói cũng vẫn rất là ngon. Đấy, như những cái cặp bát này, những nơi khác người ta đã sửa chữa, người ta đánh đã sửa chữa thay một cặp mà đã thay côn rồi, người ta vẫn bán 8 triệu rưỡi mới 9 triệu một cặp đấy, chứ không phải là bán 3 triệu một chiếc như tỷ audio đâu nhé. Đấy, nó chỉ mất zin tí thôi, tỷ audio bán giảm mất 3 triệu. Đấy, một khi đã hàng nó về nó không đảm bảo chất lượng đối với tỷ audio để bán trong cặp loa, là kể cả lỗ tỷ audio cũng bán, lỗ cũng bán để thu hồi vốn và mình mua những sản phẩm khác, mà bán vậy để cho các bác về các bác sưu tầm và các bác chơi, các bác độ các bác chơi. Vì vậy thế nên là clip này là cặp chung này thì Eldo đã bán, các bác đã chuyển hết tiền, cặp chép đã chuyển hết tiền, và cặp phễu loa kèn này cũng bác ở trong Sài Gòn cũng đã chuyển tiền cho Eldo rồi, nhưng cặp loa phễu này bác chưa lấy, bác sẽ lấy sau. Đấy, bây giờ hiện nay thì Eldo chỉ còn mỗi cặp phân tần với chiếc bát này. Những bác nào sở hữu chiếc bát này là mất zin 3 triệu rưỡi và cặp phân tần là 4 triệu rưỡi còn zin thì cứ liên hệ với tỷ Eldo. Đấy, còn những bác nào lên kênh nói nó đắt với thì không có ai mua, thì hôm nay các bác thấy rằng em lên ngày hôm kia thì ngày hôm nay những các cái không zin các bác cũng đã sở hữu hết rồi. Bởi vì các bác chắc là các bác cũng là người đã tìm hiểu sâu về những dòng sản phẩm này, các bác bỏ tiền nha, các bác mua những cặp như này không phải là các bác là người không biết đâu. Thế nên các bác bình luận trên kênh là không nên nghĩ như vậy. Ý như vậy là nó không hay. Chúng em là người kinh doanh buôn bán đây, mà nhiều khi chấp nhận phải mua một con ốc thôi nhé các bác, là 50.000 một con ốc. Trong khi một con ốc nó chẳng đáng là gì đâu, nhưng mà một con ốc chúng em nhiều lúc phải mua 50.000, nhưng mà 50.000 nhưng phải tìm, phải đúng biết được đúng cái chỗ họ có mình mới có để mua đấy, chứ còn không phải là 50.000 mà mình cứ bỏ 50.000 ra cái thích mua chỗ nào cái có luôn đâu.
Nên buôn bán kinh doanh những cái nó hiếm, những cái nó khó khăn thì bao giờ nó cũng cứ rất là đắt đấy. Mà nó đắt nhưng mà cũng còn có tiền, cũng còn tìm được để mua. Nhiều bác còn khi mà cần cần tìm mãi mua không có. Mọi nhu cầu thì quý vị hãy liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại ghi trên tấm biển hoặc Zalo 0975 600 005 Tị Audio Ninh Bình. Và về Tị Audio đã phối ghép, bây giờ thì Audio test luôn cái cặp chung này, cái cặp chép này để nó còn đang kêu để cho các bác nghe. Đấy. Thì vậy nên những các bác xem trên kênh cũng dù mình chưa mua, chưa tìm hiểu sâu thì thấy nó đắt tiền hay là nhiều cũng không nên nói những cái câu nó không hay. Một ngày nào đấy các bác chơi đến GB, các bác cần tìm một cái sản phẩm gì các bác sẽ hiểu sâu về nó. Nhiều vậy cho nên nhiều các bác bảo tại sao không báo giá. Đấy, lúc báo giá lên thì những cái bác xem thường xuyên và những bác hiểu về những các cái đồ Mỹ này thì các bác chẳng nói gì. Các bác chỉ xem tham khảo giữa nơi nọ nơi kia và về cái độ đẹp, về chất lượng. Đấy, còn những bác không ấy thì cứ hay lên nói người thì bảo đắt, người bảo thế nọ, người bảo thế kia. Nên rất là khó, nghe nhiều lúc nó rất là không lọt tai. Nên nhiều lúc Tị Audio không muốn báo giá, nói thật như vậy. Bác nào ưng những sản phẩm gì đang tìm thì cứ điện cho Tị Audio là nó dễ nhất. Này các bác thấy cặp chép kèn đang hoạt động. Đấy, cái này là nó đánh chung với chép, nó đánh gì chủ yếu chuyên lời không nhé các bác, không 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 có tiếng tiếng bát. Củ nó còn rất đẹp. Nhiều bác đi tìm mua một cái cặp màng này thôi cũng không có đâu. Có những bác bị rách màng tìm mua một cái cặp màng này không có đâu. Lúc trước thì Audio cũng về được một bộ phân tần, bán xong rồi rất là nhiều bác hỏi, rất nhiều bác tiếc, một tiếc quá không biết thì không hay theo dõi kênh của Audio. Thì sau các bác biết muộn quá các bác tiếc. Nói chung những cái linh kiện rời này thì những cặp loa vỡ thùng hay là những cặp loa ví dụ như như bên Audio nó không đạt tiêu chuẩn, Audio mới tháo ra bán rời thì nó mới có thôi chứ không có bình thường nó rất là khó, hiếm lắm. Mọi nhu cầu để sở hữu quý vị hãy liên hệ với Tị Audio ở nhiều những cái sản phẩm khác nhau ở trong trung tâm của Tị Audio. Và bây giờ Tị Audio sẽ dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.